Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay cái cụm này nói chung là nó đang khá là căng. Không phải căng và là căng cái trận chung kết anh em. Đó, nó căng cái trận này. Thì cái trận tứ kết nè. Ở trong tứ kết này nó có hai trận đấu rất là căng thẳng. Thì giữa một cái ông bé ngẹt mờ mờ và dưới một ông Sen. Ông Sen thì anh em biết cái sức mạnh của ổng ở chân vũ chiến thần rồi đúng không? Thì chân vũ chiến thần ở cái cụm đó thì rất là đông cụm. Cho nên anh em đã biết rồi. Đây mình sẽ xem cuộc đối đầu giữa Tôn Sách và Gia Cát Lượng. Nhưng mà mấy ông này chưa cập nhật theo meta hiện tại là Du Cát. Có lẽ cái tuần này là còn hơi sớm rồi. Và cái tuần sau anh em sẽ thấy những con Du Cát nó bá đạo như thế nào. Thì đây là những khoảnh khắc cuối cùng của Tôn Sách và Gia Cát Lượng kết hợp. Tôn Sách, Gia Cát Lượng, Tào Tháo kết hợp. Thì sau này mấy ông bỏ Tôn Tân Hương ra hết. Tôn Thừa Hương bây giờ lép vế luôn. Thay vì giúp team chi kích nhiều, đúng không? Thay vì giúp team chi kích nhiều thì ông này ông chọn cái đường khác. Chọn một cái đường mà gọi là chơi con gì ta, phải chơi con Du khác, cái là giúp team được đánh bên kia thật cấm đánh. Bây giờ mấy ông này vẫn còn xài cưa cu nhiều lắm. Ông nào cũng cưa cu thôi. Nữa nó điểm điểm nguyệt rồi lấy gì mà cưa cu. Nhất dương chỉ rồi cưa cu kiểu gì. Chứ Z mà được chơi thì nói chung là nó bức cũng ghê. Mà phải được là được chơi. Ok, thì cái trận này là Tôn Sách là đấm mà banh cái team bên kia đúng không? Thì mình sẽ xem cái chỉ số thống kê này. Đó. Cái thống kê bây giờ anh em nhìn đi. Phải nói là chuẩn cơ chỉ. Chuẩn không cần phải chỉ. Và mình sẽ xem cái đam gián tiếp của con Gia Cát Lượng là 100 sát thương trực tiếp nè. Sát thương trực tiếp và gián tiếp thì trực tiếp nó nằm bên trái với anh em. 145 ức và gián tiếp nó gây ra 127 ức. Còn Khổng Minh Hén này là Khổng Minh Hén thua nha anh em nhớ nha. Khổng Minh Hén thua. Rồi bên đây sát thương gián tiếp của ông này lên tới 747 ức. Và sát thương trực tiếp nó chỉ có 258 ức thôi. Anh em thấy kinh dị chưa? Nó thống kê sát thương nè. Cái này là thống kê sát thương nha, cái này cũng là thống kê sát thương. Ủa, thống kê chịu sát thương à, chịu sát thương. Chịu sát thương vị trí đứng đầu bảng thì cũng vẫn là Gia Cát Lượng. Đầu đầu, hứa chữ nè. Hứa chữ. Đó, chịu sát thương là hứa chữ. Bên này thì con đứa nào là chịu sát thương vậy? À, bên này không có gây được đam bên này nè em ơi. Thống kê trị liệu thì đương nhiên là Đại Kiều rồi. Cổng Minh Hén là từ cổng đen kia ra. Thống kê hành động. Số lượt hành động thêm 5 lần. Số lượt hành động thêm 6 lần. Và Tôn Sách này chắc con Tôn Sách này thì anh em nhìn cái vị trí này. Vị trí số 3 con Tôn Sách nó chi kích 95 lần anh em ạ. Mà thật sự mà nói thì không có con tướng nào chi kích khủng khiếp hơn cả cái con Tôn Sách này đâu. Thiệt, không có con tướng nào, anh em cứ tìm đi, không bao giờ có con tướng nào mà gọi là chi kích khủng khiếp hơn của Tôn Sách hiện tại đâu. Ok, mình sẽ xem cái trận cuối cùng là cái trận căng thẳng nhất trong tất cả những trận đấu này nè. Thì cái kèo này là nếu mà ông Sen win thì nó hay hơn, tại vì bên ông Sen có Gia Cát Lượng. Thì điểm biết Gia Cát Lượng gây đam vẫn phê hơn. Gia Cát Lượng mà dù gì thì gây đam là vẫn là một cái thứ gì đó khá là ghê gớm và lầy lọ. Trời ơi, con Tôn Sách Thắng nó đấm đau chưa anh em? Cái lượt đầu tiên nếu mà chưa đủ tăng thì con Tôn Sách nó đấm cái đi luôn đó chứ chưa đủ mà ngự giáp á. Đó, nên bởi vậy mình nói căng căng ra chỗ đó. Cắm tay thôi chứ đầu game mà Tôn Sách dùng chiêu yếu. Sau khi nó fix cái phiên bản này lại thì anh em nhìn đi,
cảm giác thôi nha, chứ không có về chỉ số đồ này nọ, nó không có cộng đâu. Anh em cứ cảm giác là cái con Chí Thánh Gia Cát Lượng này nó thần biến nhanh hơn bình thường, nhanh hơn bình thường, thần biến nó nhanh hơn, tỷ lệ thần biến của nó nhanh hơn, sát thương nó boost nhiều hơn chút, nhưng mà được cái là đam gián tiếp nó bị nét một chút xíu, bị nét một chút xíu về đam gián tiếp cộng dồn mỗi lượt. Rồi anh em thấy không, thằng biến luôn rồi đó. Anh em thấy lẹ không? Nhưng mà theo mình cảm giác thôi, chứ về chỉ số hay này kia nó cộng như mình thì không có. Với lại đi duyên thượng hương hán này thì thằng biến cũng lẹ hơn được chút xíu nữa. Mới có lượt một và thằng biến rồi mà đâu đỡ. Đứng im. Nhất dương chỉ bạn liền. Nhất dương chỉ bạn liền, giỡn. Thách linh phù hộ. Trời ơi, con tục xanh đâm chuyên giác chịu nổi nhiệt. Rồi, hết công an luôn. Đông quyền ra. Tiên là tản luôn. Trong quyền ra thì cầm cái lùi một tiếng hai nữa, bút đam cho con Gia Cát Lượng cái nữa sao đó. Rồi ok, đại ca đã hết bị phong ấn rồi ha, lo mà dung. Hồi nãy giờ cộng dồn hơi nhiều rồi nha bạn, đỡ nè. Sao mà đỡ được, trời ơi một cướp một không kia trắng máu hết trơn vậy, ý là tích hồi nãy giờ đó. Mới con cái thôi nha. Mình nhớ cho anh em luôn, sau khi Gia Cát Lượng nó ra rồi thì chưa tôn quyền kiểu kiểu như nó cùi cùi sao quá nè. Em có nhận ra cái điều đó không? Em có nhìn thấy cái điều đó không? Tôn quyền cảm giác nó cùi cùi, nó quýt không mất máu người ta cơ. Không mất máu luôn kìa. Để ghi bút nhiều nhiều lên em. Rồi đứng nữa. Mà mấy ông này đứng cái là đứng chỉ có 2 lượt tới 3 lượt chứ không có vụ đứng rồi giải. Có. Rồi vô. Ngư thủ. Ngư thủ. Nghi ngắt bóng hồng. Nè. Vũ trụ hồng quang 200 mấy ngàn vạn mắt tiêu 23 em. Cái này là quýnh gián không chứ không quýnh trực nữa. Nó thằng biến quá sớm đi. Thằng biến quá sớm cho nên nó kích đam cộng dồn. Kích đam gián tiếp cộng dồn giả men lắm. Bởi vì Gia Cát Lượng mà thằng biến sớm thì rồi đừng có lo nói tới mà cái độ đam của nó một khi nó được đấm. Rồi ok diện hộ các bạn. Đó anh em nhìn đi, con Tôn Quyền giống gãy ngứa người ta không? Cũng có miếng đam đó chứ. Nè Tào Tháo nè, Tào Tháo nè, chống đỡ luôn ha. Đỡ nè, đỡ nè. Chịu không nói rồi, tôn sách này chịu không nói rồi. Mắt cộng dồn hết rồi. Trời ơi, nó quýnh trắng luôn anh em, không cần phải dán luôn, quýnh trực, dán trắng máu luôn. Phải nói là lực. Thì tôn sách này cũng phải vừa. Tôn sách này cũng diện dữ. Diện dữ. Đấm đầu. Nhưng Tôn Quyền nó gì khiều khiều gì mà Tôn Sách cũng đau chứ. Hết cái thiên la tảng này thì tem bên kia là còn cái cùi không? Còn cái cùi không? Chết 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 chết, Tôn Quyền chuẩn bị đi à. Hên. Hên được cứu bởi con trào phong nó cứu.
Rồi, hết câu. Thiên La Tảng. Giải hiệu ứng luôn kìa. Sao mà đỡ được? Vũ trụ hồng quang. Đỡ kiểu gì? Vẫn còn cái thiên la tảng, anh em cái thiên la tảng của mấy ông này mát rồi, nó hơi kinh dị vậy. Cái thiên la tảng của mấy ông này mát rồi, nó ghê quá. Cảm giác như là nó cứ quá nhiều lực. Như mình nhớ không làm 3 lực, 4 lực gì đó. Đó, bây giờ tôm sách mới tích lại này. Tích đủ đam xong cái bắt đầu chết. Vẫn còn cái thiên la tảng à. Nhưng mà với các lượng tích nhiều lắm rồi, trừ khi nó chết, nó mà không chết thì anh em đã hiểu rồi chứ. Một phát tù vũ tung sách lực kìa, rồi xong luôn. Cuộc sống à, cuộc sống à, căng như anh em. Em thấy kèo này căng chưa? Nhưng giá cát lượng canh căng hết. Trời ơi, tôm sách này thì tôm sách nè. Tầm này nó đánh thì cứ giáp tích lũy hai trận hai lượt mà chịu không nổi luôn mà. Đây nè, đây nè, đỡ nè. Đỡ nè, đỡ nè, đỡ nè. Rồi, thiên la tảng là nó sẽ kéo dài thêm mấy lượt nữa thôi. Nhưng mà cũng không sao. Kéo dài thì cứ kéo dài thôi. Chịu sao nói. Đó, và mình sẽ xem thống kê thôi. Cái trận này thì đâm phải nói là khủng khiếp. 170, 190 ức sát thương trực tiếp và gián tiếp 173 ức. Tôn sách bên kia vẫn là một cái thứ gì đó rất là ghê, nên gián tiếp 410 ức luôn nè. Nhưng mà chịu không nổi dưới tay bên đây. Vẫn chịu không nổi ha. Tào Tháo này thì đương nhiên là trực tiếp và gián tiếp bằng không rồi, nhưng mà chịu sát thương nó sẽ có nhiều đó. Thấy không? Cái này, cái game này khi giá cát lượng được chơi thì anh em thấy con hứa chữ bên kia nó sẽ đứng top 1 gì về chống chịu. Game kia thì do con giá cát lượng bên kia nó không được thăng biến. Hành động coi. Không minh hén thay đổi được chút xíu nè, chi kích được 18 lần. Và con tôn sách bên kia ít rồi. Tử vong sớm sớm cho nên là được 25 lần chi kích. Tôn Thượng Hương này thì chi kích không luôn. Chỉ có hành động thêm được 6 lần. À, mà Tôn Thượng Hương đâu có cái gì chi kích đâu, nó chỉ có hành động thêm thôi. Tôn Quyền thì hành động thêm được 13 lần. Tiểu Kiều hành động thêm được 1 lần. Hành động thêm và chi kích nó khác nhau nha anh em. Hành động thêm là kiểu được như con Tôn Quyền hành động thêm là do tướng cùng phe nè được hành động thêm nè. Còn con Tôn Thượng Hương là do kỹ năng của nó nè. Tôn Thượng Hương boost cho Trương Giác thì Trương Giác sẽ hành động thêm được mấy lần. Ok, thì cái bảng thống kê này có vẻ là hợp lý so với phần còn lại. Thì hồi bữa giờ anh em mình nhìn cái bảng thống kê đam này, này kia mình không có biết được đam trực đam gián tiếp hay nhiêu rồi này nọ đồ các kiểu ha. Còn bây giờ thì dễ rồi đó, bây giờ thì có cái bảng này thì anh em khỏi phải lo về cái vấn đề mà gọi là đam mình ghi ra được nhiêu nữa rồi, chịu sát thương mình còn có. Cho nên bây giờ anh em build 3, build 4 đồ á, nhìn vô con tăng là biết con tăng nó có giá trị tới cái mức độ nào sau khi cái bản thống kê này nó ra mắt luôn nha anh em. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.